tự khóc luôn ngủ với chú gì à? Khóc luôn rồi. Ủa vô. Cây quá trời. Quá đông luôn rồi. Khóc luôn quý vị chúng ta. Khóc quá trời khóc luôn. Ồ có khán giả đến nữa kìa. Đông quá. Khóc quá trời khóc luôn. Sao mà khóc với chú? Chắc là lâu lên mộ chú Vũ Linh quá cho nên là nhớ hay sao, xúc động quá. Anh là giống anh Hải mà ha, à giống nhưng mà hơi ốm hơn anh Hải một tí, nãy xuống đô hơn anh này, ít ăn rồi anh Hải. Hai lên đại tàu khóc quá từng lúc. Anh Sử hả? Anh Sử. Bông cánh nữa chưa? À, cánh rồi, bông rồi, cánh rồi. Lấy cái bình. Anh Ngọc đâu kìa? Anh Ngọc ơi, anh Ngọc. Đi nhanh nè. Để cầm máy ra máy. Không phải bút ra luôn á anh. Gịch là gịch mạnh luôn, một cái một á là nó sẽ ra. Gịch là gịch mạnh luôn, một cái một là nó ra, nó không có đứt bông. Gì vậy? À, vậy bà con cô bác đến luôn ha. Quá trời đẹp rồi. Trời thiếu. Ở đây tí xíu mình. Cái bông rồi vậy? Dạ. Cái bình bông. Cắt bớt. Để em cắt bớt. Cắt bớt. Cắt đi cho chú sửa lại tâm sự cậu đấy. Sự lên khóc nước nở luôn quý cô chú anh chị, chắc là lâu quá không đến mộ chú hay sao, xúc động quá. Có bà con cô bác là đông luôn ha. Thôi ngại nó đá cái cục gạch. Tử tới mà Hải nó không hay luôn. À, vô sạn cúng cơm cho cậu. Nó không hay luôn. Đưa đâu có hay. Đang sạn cúng cơm nó ngồi rồi. Cho cậu năm buổi trưa nè. Đó nè, hai anh em sẵn cúng cơm cho cậu nè. Đi trưa mà cứ xử lên đâu biết. Cơm cho Hải cúng cơm cho cậu năm buổi trưa. Không thì cứ xử đến luôn nhà cô chú. Để tạm trên đây. Máng bên đây nè. Có khán giả bên kia tới luôn quý cái chương trình. Quý vị chương trình
chú Sự đem dưa lưới nè, rồi trái cây đồ đến ha. Vừa lại vừa khóc luôn quý cô chú anh chị. Có tâm sự với cậu không chú Sự? Ừ, chú Sự thấy hả? Chú Sự thấy lần trước. Từ ngày mất tới giờ và chú Sự mới thấy lần đầu tiên nha cô. Cho dù cái mỏ anh không sao, bây giờ nó sẽ không cho gì làm nữa. Ngày xưa như bóng với hình, bây giờ em đứng đây một mình. Bây giờ còn hình ở đây mà bóng gì đâu. Xin dừng clip lên cho xíu anh chị. Chuyện nó kêu kêu lắm rồi. Bấm mình chị gì nó phương quẩn lại luôn á. Dừng hả ta? Dừng rồi, bây giờ bấm khác rồi. Bấm mất trời. Đúng rồi. Tắt rồi. Tại tắt đi. Bấm lại luôn. Bấm lại. Xin chào xin chào cho xíu anh chị. Tiếp theo. Hôm nay anh chị nó dính nè. Cảm ơn cái lưng quá cấp luôn.
Cảm ơn mọi người ở đây với anh nha. Cảm ơn nhiều lắm. Nay mình ở đâu chú? Quận 7. À, quận 7. Dạ. Dạ. Hồi đó con có nghe chú nói ở trên này nè, hình như là chị Ni với chị Hồng Loan có mua chú cái loa rồi không? Đúng, đúng. Là chú đi hát rồi kéo hả chú? Đúng rồi. Rồi nay chú còn đi hát không chú? Còn đi hát cho đây hát với lại mình bán đồ vậy. Dạ. Công việc mình không cần đâu. Cũng sống được, cũng nhờ đại ca rồi đó. Yeah. Ta biết tới nhiều. Yeah. Nhiều tới ủng hộ. Yeah. Rồi đường cái bổ nhỏ đây trước vậy đó. Ủa? Nói sống làm gì đâu cho đâu, nói sao đi làm gì đâu. Con cũng nó giống ấy trời. Giống chín mười luôn cô cháu vậy ơi. Thấy trong quá nhiều lắm rồi. Có bà con là có nhiều có bà con đi giống gì. Giống năm rưỡi. Tâm sự cùng chú luôn. Nãy giờ quá khóc. Dạ.